Chào mọi người, mình là An, 25 tuổi Mình có một gia đình nhỏ khá hạnh phúc Mọi thứ đều đang phát triển một cách tốt đẹp Thì đúng một cái, mình phát hiện ra Chồng mình ngoại tình Không nỡ nhìn cảnh gia đình tan nát Vì vẫn còn yêu và tin tưởng chồng Anh ấy luôn tốt với vợ con Mình nghĩ chắc có thể anh bị người phụ nữ bên ngoài quyến rũ Nên mới mắc sai lầm như vậy Mình đau đớn, khóc lóc, vật vã cả tuần Không thiết tha ăn uống gì Mà vẫn phải bình tĩnh khuyên can chồng nhưng anh ấy chỉ ấm ừ, rồi đâu lại vào đấy Tiền trách kỷ, hậu trách nhân Mình bắt đầu thử nhìn lại bản thân mình Xem có điều gì khiến chồng chán nản Chồng chê thì mới đi tìm người khác Mình thừa nhận Mình không còn trẻ Nhưng mình cũng đâu có kém sắc Kém vóc dáng gì So với cô bồ của chồng Mình chỉ thua khoản trẻ trung sành điệu và ống ẹo Chứ nếu để người ngoài so sánh Thì chưa chắc cô ta hơn mình điều gì Từ lúc có con đến nay Mình vừa làm việc vừa chăm con vừa lo đủ thứ việc nhà, việc bên nội bên ngoại và cả công việc ở công ty nữa. Bốn trong mắt mọi người, mình cũng cố gắng tranh thủ tập luyện, giữ gìn sắc vóc, chứ không phải là mặc kệ. Vậy mà chồng mình nỡ phản bội mình, trong khi mình toàn tâm toàn ý cho gia đình và rất yêu, tin tưởng ở chồng. Mặc cho nhiều người khuyên bỏ chồng, mình quyết giữ chồng để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Mình học cách nhẫn nhịn, chú đáo hơn nữa với chồng. Mình tìm hiểu về ả à bố kia của chồng. Hóa ra, cô ta cũng đã có chồng con đàng hoàng Lại khá giả nữa Nên cặp kè với chồng mình chắc chắn không phải là vì tiền Mà lại là vì tình Vậy nên nếu mình có đi đánh ghen thì cũng vô ích Có khi là cơ hội để hai người họ sớm ly hôn và chung sống với nhau Do la được ở chồng cô ta Mình chủ động mục hẹn với anh ta Để tìm cách kéo hai người ngoại tình kia trở về với gia đình Mình cứ ngỡ người đồng cảnh ngộ sẽ có được sự đồng cảm với nhau Nhưng người chồng của cô ta lại là mình bất ngờ Trong khi mình vừa kể vừa khóc thì anh ta lại tỏ ra rất bình thản Anh ta không ngần ngại cho biết Hai chúng tôi ở chung nhà nhưng gần như việc anh người đấy làm không liên quan gì đến nhau Vợ tôi có tiền, thiếu thốn tình cảm thì sớm hay muộn cô ta cũng đi tìm những người đàn ông khác thôi Tôi cũng không làm được gì vì nếu ly hôn tôi gặp bất lợi Thu nhập của tôi thấp hơn cô ta rất nhiều Mình khẩn cầu anh ta tìm cách ngăn cản vợ ngoại tình thì bất ngờ nhận được lời đề nghị là Là đàn ông Tôi bị lép bế trước vợ Và bị phản bội nữa thì cũng rất khó chịu Và mất mặt lắm chứ Tôi không đủ khả năng để ngăn cản vợ Vì cô ta luôn sống theo ý thích Không ai cản nổi Tôi thấy chị xinh đẹp dịu dàng như thế này Mà bị chồng phản bội kể ra cũng rất tội Họ gặp với nhau Thì hai chúng ta cũng gặp với nhau để trả đũa Họ cắm sừng mình thì mình cắm sừng họ Chị thấy như thế nào Mình bất ngờ Trăng vang với ý kiến của anh ta Dĩ nhiên là mình từ chối lời đề nghị đó Nhưng từ hôm đó đến nay Anh ta liên tục gọi điện nhắn tin để tán tỉnh Gạ gẫm khiến mình thêm mệt mỏi Mình có nên nghe theo người này Phối hợp với anh ta Ông ăn trả bà ăn nêm Để trả đũa lại chồng Hay là phải làm gì để chồng không ngoại tình nữa Mình có nên buông tay giải thoát khỏi cuộc hôn nhân Mà mình đang phải nếm trải đau khổ Xin chào các bạn yêu của các anh Em xin giới thiệu qua em một chút ạ à. Em là nữ, năm nay 17 tuổi Trời ban cho em cái vía của bạn thân và người yêu quá là đẹp trai Hiền và dễ tính Nhưng người yêu của bạn thân thì không nha Kể sơ qua một chút Em với bạn chơi thân với nhau được hơn một năm rồi cũng bị hiểu lầm là một cặp khá nhiều Nhưng bọn em đều phủ nhận Vì em đang có người yêu Em với người yêu yêu xa Nên anh đúng kiểu Yên tâm giao cho em bạn thân luôn ấy hàng ngày em đi học đi chơi cùng bạn thân anh thì cũng cảm thấy rất thoải mái cho tới khi bạn thân em có người yêu em cũng biết điều nên là khi bạn vừa mới có người yêu em hạn chế việc tiếp xúc nhiều đi ăn đi chơi và cũng giới thiệu bản thân cho em kia biết luôn bạn nữ kia là một người có khuôn mặt ưa nhìn tính cách hòa đồng mặc dù không hợp tính cách của em cho lắm nhưng em vẫn tiếp tục bình thường nhưng có vẻ bạn đó không thích em sau ngày gặp mặt đầu tiên bạn thân về nhắn tin cho em Nguyên văn là Mày ơi, tao rất xin lỗi Nhưng có lẽ tao với mày không thể thân thiết như trước nữa rồi Tao biết, tao biết Tao cũng nói trước rồi mà Hôm nay người yêu của tao đọc lại tin nhắn cũ của tao với mày Giờ nó đang ghen lông lộ lên với tao Trời trời Đến khúc này em không biết phải nói gì nữa luôn á mọi người Ngày trước em với bạn thân có mập mờ với nhau được hơn một tháng gì đó Nhưng là khoảng thời gian Bạn mới nhắn tin làm quen với em là tầm tháng 12 năm 2021 đó mọi người Vậy mà nó cũng lục lại đọc cho bằng được rồi ghen lồng lên Sau đó không những vậy, nó lại còn lục lại cả mấy cái món đồ mà em mua tặng cho bạn thân Cũng như là bạn thân mua tặng cho em rồi zoom Beang lên Cái lúc sau đó nó nhắn tin cho em nói là Tớ cảnh cáo bạn đừng có thân thiết gì với người yêu của tớ nữa Ủa, để làm gì? Sau đó em mất đâu đó tầm 10 phút để ngồi giảng đạo cho nó nghe Bực cả mình, trong khi mình có làm cái mẹ gì đâu tính ra là hồi đó cả hai đứa em đều không biết đó là ai luôn á người bực thứ hai là người yêu em nhưng anh không nói chuyện với con bé kia mà chỉ bức xúc nói em nghe thôi qua chuyện đó em cũng không ngó gì đến thằng bạn em nữa cho thân đỡ khổ tầm khoảng gần một tuần sau gì đó thằng bạn em nó có gửi cho em ảnh một đôi giày thể thao màu phun đỏ là màu mà nó thích rồi hỏi em có nên mua không Em nói thật em không ghét màu đỏ Nhưng mà đôi giày đó quê kinh khủng luôn đấy Mẫu mã lỗi thời Kiểu dáng kén người Lại còn không có một chi tiết nào khác màu Em mới bảo lại với bạn em là đôi giày này Giờ lỗi thời rồi Mà kiểu dáng không hợp với mày Nên là thật sự không nên mua Xong thằng bạn em cũng ok Nhưng mà không mà Nhanh như một cơn gió Con kia nó nhắn tin cho em xôn xôn lên Mày là cái méo gì mà nó chê đôi giày tao chọn cho anh ấy hả mẹ nhịn mày lâu lắm rồi đấy con ạ, à. mày ra đây mà mày va vào mẹ mày này con, méo phải ở đây lắm mù. lúc đó thật sự em bốc hỏa luôn đấy mọi người, nhưng mà em không chửi lại nó, em chỉ nhẹ nhàng. thứ nhất tao đủ trưởng thành hơn mày để không dùng những ngôn từ đó, không chỉ vì một đôi giày mà tự làm bẩn tay mình. thứ hai mày nói xem, mày nhịn tao cái gì? nhịn mấy tin nhắn từ 2021 à? Mày biết lúc đó mày là ai không? Mày chẳng là gì trong cuộc sống của bọn tao cả Mày bằng tuổi tao đấy Mà mày đã thấy tư duy khác nhau giữa hai con người chưa? Thật ra một con người như vậy Thì chọn một đôi giày như thế cũng là điều dễ hiểu Em nhắn tin xong Thấy nó xin xong rồi cũng không rep Mãi đến một lúc sau mới thấy soạn tin nhắn được một đoạn ngắn tốn Mày éo phải lên mặt dạy đời tao Ủa tính ra chưa có câu từ nào em dạy gì nó luôn á mọi người hay mày thích người yêu tao để tao nhượng lại cho, cho mày tất cả. Ủa, lần hai em cần người yêu của nó hồi nào mà? Mà thằng bạn cành vàng lá ngọc của em giờ bị nó mang đi cho qua cho lại như món đồ ấy ạ. Em nghĩ mọi người hiểu cảm giác rất bức bối nhưng không làm sao mà bộc phát ra được chứ ạ? À? Lúc đó em như vậy em mọi người, nhưng em không muốn phát điên lên vẫn cố gắng nói chuyện với nó một cách bình thường nhất. Tao có người yêu rồi mày, tao không cần rape xong Em gửi cái ảnh người yêu em cho nó Nhấn mạnh là ảnh Và mọi người biết kết quả như thế nào không ạ? À? Nó gửi lời mời kết bạn cho người yêu em Người yêu em không accept Nhưng mà cứ lần nào đăng status Là nó cũng phải vào comment trái tim đáng yêu các thứ đó mọi người Anh người yêu em bị hoang mang luôn Chẳng biết nó là cái thể loại gì nữa Hello Ed, em năm nay 19 tuổi là một người mẹ đơn thân Em bị người yêu phản bội chỉ vì mẹ của anh thấy người yêu mới của anh ta xinh đẹp hơn em Em quen anh ta năm 16 tuổi, anh ta chỉ mới 18 tuổi thôi, chưa đủ chững chạc lắm nên tụi em cũng hay cãi nhau và chia tay rồi quay lại gần cả chục lần. Anh ta từ nhỏ đã không có ba, chỉ ở với mẹ, còn mẹ anh ấy thì còn khá trẻ mới 38 tuổi thôi, cũng còn chịu chơi lắm. Bác ở một mình nuôi anh ta tới trưởng thành cương chiều nên anh cũng khá hư và còn hổn nữa, tới sau này em mới biết. Chuyện đến lúc em 18 tuổi vào tháng 9 em cấn thai, em giấu không cho gia đình. em biết nhưng em vẫn gọi để báo anh biết chuyện này lúc đó anh không biết làm gì hay nói gì em mới hỏi bây giờ giữ hay bỏ anh ta cũng im không làm gì hết chỉ nói một câu để hỏi mẹ dùm tính chứ anh biết làm sao bây giờ nghe vậy em cũng buồn cảm thấy tủi thân lắm em thương con em không muốn bỏ nó Tầm khoảng 3 ngày sau, mẹ anh gọi kêu em qua nói chuyện. Bác nói, bây giờ nhà bác nghèo với lại thằng con bác không có công việc ổn định, chắc không có khả năng cưới đâu. Bác vô nói chuyện với ba mẹ con, rồi xin phụ phạt sau. Nghe vậy em cũng buồn. Lúc chạy xe về em khóc rất nhiều luôn, nhưng không biết làm sao, đành phải chấp nhận. Nhưng em chờ mãi tới em bầu tháng thứ ba, vẫn không thấy bác vô nói chuyện. Em có hỏi thì bác trả lời, bác chưa có tiền vô đâu đợi thằng con bác làm được tiền rồi thì bác vô, em cũng im đành chịu. Nhưng nghe đôi chuyện này thì em giấu được bao lâu rồi mẹ em cũng biết, mẹ giận lắm, giận tới nói không nói gì, chỉ có khóc thôi. Nhưng lúc đó mẹ chưa nói cho ba biết, em nghĩ chắc là ba em cũng biết rồi. Tới tháng thứ tư vẫn chưa thấy bác vô, bác vẫn trả lời là chưa có tiền, nhưng nghe tôi, em không cần tiền, em chỉ cần qua nói để cho ba mẹ em biết, để ba mẹ em không mất mặt với người ta thôi. Còn chuyện cưới xin em không quan trọng nữa rồi. Miệng bác nói không tiền vậy thôi, chứ vẫn sắm chiếc xe gần 40 triệu. Lúc đó em biết là bác không coi em ra gì rồi. Em mới giận, em qua tới nhà để kiếm thằng đó nói chuyện luôn. Qua tới em muốn chết lặng luôn. Em thấy gia đình nó vẫn ngồi ăn nhậu, còn thằng đó thì đó có người yêu mới rồi. Em không biết tụi nó quen nhau từ lúc nào Vì khi đó nó đi làm ở vuông tôm Cũng xa nhà Em với nó vẫn inbox bình thường Nhưng em không biết kẻ làm cha của con em đã phản bội em Em biết như vậy Nên em không còn tha thiết gì tên khốn đó nữa Rồi em một mình chạy lên khám thai một mình Vừa chạy xe vừa khóc Trách bản thân không nghe lời ba mẹ Bây giờ chuyện lớn rồi Em cũng không biết than ai Em về nhà em tránh tất cả ánh mắt của gia đình Tối hôm đó em chạy xe lên chỗ làm Em xin ngủ lại ở đó luôn Vì em không dám đối mặt với ba mẹ em Sợ thấy cái cảnh mẹ khóc Em chỉ một mình lủi thủi sáng đi làm tối về ngủ Tới bữa đi khám thai thì tự đi Thời gian đó em vẫn giữ tâm trạng vui vẻ Vì em sợ ảnh hưởng tới bé Ba mẹ em thì không còn trách em Lúc nào gọi cũng kêu em về Vì sợ em xảy ra sơ suất Em làm tới tháng thứ 8 thì em mất sức, em phải nhập viện, bác sĩ nói em bị dọa xanh non, bắt buộc phải về nhà nghỉ ngơi. Ba mẹ em biết tin, liền bỏ hết công việc để chạy lên coi em. Em thì không dám nhìn thẳng để nói chuyện với ba, nhưng ba nói một câu em còn nhớ tới giờ. Bây giờ giận mày rồi làm gì được nữa, tao không có trách mày đâu. Con cháu tao dù có gì tao cũng không bao giờ bỏ. Nghe xong em khóc rất nhiều, em nằm gần một tuần em xuất viện rồi về nhà, May một chỗ cô chú em rất thương em không nói gì Mà còn mua cái này cái kia để cho em ăn Em thèm cái gì thì có cái đó Tới tháng cuối gần ngày xanh Gia đình thằng đó vẫn không gọi hỏi thăm em sống hay chết Nhưng em chỉ nghe người ta nói Là năm sau họ sẽ tổ chức đám cưới Em cũng thấy chạnh lòng Nhưng bây giờ em chỉ cần con em mạnh khỏe Đủ ngày đủ tháng rồi chào đời thôi Ngày 26 tháng 6 năm 2021 Thiên thần của em chào đời Lúc em vượt cạn thì chỉ có ba mẹ em ở đó thôi, nhưng với em có gia đình bên cạnh là đủ lắm rồi. Bây giờ con em được 9 tháng, em bây giờ cũng có công việc ổn định, em vẫn đủ lo cho thiên thần của em đầy đủ. Tuy không có một gia đình trọn vẹn, nhưng em sẽ không để con thiệt thôi. Chuyện tới đây thôi, em cảm ơn Ad đã lắng nghe câu chuyện của em. Chúc Ad có nhiều sức khỏe và ra thật nhiều video hay nha! Xin chào mọi người, mình là Nữ, năm nay đã 28 tuổi. Mình đã kết hôn và có một bé trai 4 tuổi và một bé gái 1 tuổi Mình có ba em gái, đứa nhỏ nhất năm nay vẫn đang học đại học năm cuối và ở cùng với bố mẹ mình Các em gái khác của mình, đứa thì cũng đã lấy chồng, đứa thì đang đi làm Nói về bố mẹ mình thì bố mình năm nay 53 tuổi, còn mẹ mình thì 47 Có thể với nhiều người thì ở độ tuổi này là độ tuổi ăn nhàn, tận hưởng cuộc sống Nhưng bố mẹ mình thì không Bố mẹ mình bị chịu ảnh hưởng rất nặng nề từ tư tưởng cũ, trọng nam khinh nữ, Mặc dù bố mình không phải là con trưởng hay con gia duy nhất Nhưng bố luôn muốn mẹ mình sinh con trai để nối dõi tông đường Mặc kệ cho chị em mình có khuyên bố mẹ các vấn đề khi mang thai Lúc lớn tuổi nguy hiểm như thế nào Nhưng bố vẫn mặc kệ Cách đây khoảng 3 tháng Lần đó cho hai cháu về nhà chơi với ông bà Mình có để ý thấy mẹ mình đang dùng một loại thuốc đông y nào đó Mình hỏi mẹ thuốc gì thì mẹ mình giấu giếm nói rằng là thuốc chữa dạ dày Mình bảo mẹ nếu ốm đau thì để mình đưa đi bệnh viện sao lại tự ý đi mua thuốc uống như thế thì mẹ nói là không sao sau đó đổ qua chủ đề khác mình bắt đầu sinh nghi từ đó nên nhân một lần mẹ đang bế con bé nhà mình thì mình đã lấy giấy tờ gói đống thuốc của mẹ ra đọc nội dung bên trong thì mình không hiểu lắm nhưng đại ý là thuốc uống vào có thể sinh con trai mình đem tờ giấy ra hỏi mẹ thì mẹ liền túm vội lấy tờ giấy rồi nhét vào trong túi quần mình cố gắng gặng hỏi thì mẹ bảo đấy chỉ là thuốc bổ giúp mẹ có thể mang thai em mình mình tiếp tục khuyên nhủ mẹ thì mẹ vừa bế cháu vừa tâm sự mẹ biết là tuổi của mẹ lớn rồi mang thai thì cũng nguy hiểm sức khỏe yếu nhưng con cũng hiểu cho mẹ con còn chồng con của con sau này phải trông nom các em của con rồi sau cũng lấy chồng về nhà chồng hết rồi chẳng còn ai với bố mẹ bố mẹ cũng chỉ muốn lấy có một thằng con trai sau này chăm sóc bố mẹ khi lớn tuổi rồi thờ cúng tổ tiên, tiếp quản ngôi nhà với cả mấy mảnh vườn mà bố mẹ để lại. Nhìn nhà người ta tết đến sân về nhà cửa lúc nào cũng nhộn nhịp con cháu, em mày mà ở nhà tết thì toàn đi chơi với người yêu nó, bố mẹ ở nhà buồn lắm, chứ vui vẻ gì đâu. Thôi, con đừng nói chuyện này với các em của con nhé." Nghe mẹ nói vậy mà mình thấy buồn vô cùng, lời nói của mẹ mình không hẳn là không có phần đúng. Đúng là từ khi mình lấy chồng thì thi thoảng mới về nhà với bố mẹ được Lễ Tết còn phải dọn dẹp, chuẩn bị cho nhà chồng Các em của mình thì lễ Tết cũng sang nhà người yêu chơi Nên không ở nhà với bố mẹ Nhưng nói gì thì nói Mang thai ở tuổi bố mẹ mình thì thực sự rất là nguy hiểm Rồi còn định kiến xã hội nói gì khi mình đã có con Các em của mình cũng ngoài 20 tuổi Giờ lại có thêm em bé Rồi còn các con của mình sẽ phải như thế nào Khi gọi đứa kém 4 đến 5 tuổi là cậu ruột, mình cảm thấy khó xử quá, mình không biết phải khuyên bố mẹ thế nào để có thể ngăn cản ý định có con trai của bố mẹ đây. Mong mọi người đã có kinh nghiệm hay ở trong trường hợp tương tự tư vấn cho mình với. Mình xin cảm ơn mọi người ạ. Tình bạn trên đại học có vẻ ít hơn cấp 3 mọi người nhỉ. Thấy các anh chị toàn bảo bây giờ lên đại học chơi vì điểm, vì lợi ích là chính. Em mới vào đại học thôi mà thấy học theo tín chỉ nên bạn bè trong lớp còn chả biết hết mặt nhau, khó tìm bạn thực sự. Bố mẹ em lo em chơi bời lêu lỏng nên tống em vào ký túc xá cho dễ quản lý. Em được xếp vào phòng 4 người, bọn em đều vui vẻ cả, xuồng xã như nhau cả, nên là thân nhau nhanh lắm. Ba đứa còn lại thì có hai đứa nhà kiểu như em, bố mẹ làm quan chức ấy. Còn một bạn còn lại thì bố mẹ làm tự do, nhưng em là em thấy nó xinh nhất khoa đấy chăm đi làm thêm lắm Kiểu tự lập, tự chủ, chi tiêu với bạn bè cũng khá thoải mái Ban đầu thì cũng rất yên ổn Nhưng khổ nỗi, dần dần em mới biết hai đứa còn lại Mắc cái tính hay xăm hay soi để ý bạn bè Chắc tại chúng nó hơi xấu tính tí Nên ghét mấy đứa đẹp hơn mình chăng Rất hay nói xấu bạn xinh đẹp kia về em Em thì nghe cho có, rồi âm ừ Chứ cũng không bận tâm lắm Né thị phi tuyệt đối Dạo gần đây chúng nó soi ra được bạn nữ xinh xinh kia dùng hai điện thoại giống nhau Hồi trước có đàn ông hay gọi đến thì chúng nó cứ nghĩ là người yêu gọi đón đi chơi cơ Nhưng mà chúng nó vô tình nhìn thấy ngoài cổng mỗi lần là một người khác nhau Càng ngày bạn xinh đẹp đó càng hay đi đêm không về Có hỏi han gì việc làm thêm thì trả lời xuề xòa cho qua Hôm rồi bạn xinh đẹp đang tắm thì có điện thoại đến Chắc vòi nước xả to quá nên không nghe thấy gì Hai đứa hay tọc mạch liều vãi Dám cầm máy bật loa ngoài lên để nghe Vừa alo một cái Thì đầu dây bên kia kêu Tối nay phòng 307 Khách sạn ăn hưng, Chuẩn bị đi, lát khách qua Sau đó tắt máy luôn Ba đứa em bàng hoàng há hốc mồm Vừa sốc vừa sợ Lúc bạn xinh đẹp tắm xong đi ra Hai đứa kia kẻ tung người hứng Giọng dè dè khinh bỉ Tưởng cao sang đẹp đẽ hơn người như thế nào cũng chỉ là rác rưởi À không, cũng là hàng rác rưởi cao cấp chứ Tao không nghĩ mấy đứa như mình phải ở cùng loại này Bạn xinh đẹp đánh mặt lại, dường như hiểu ngay ra chuyện gì Phải, tao đi làm gái để lo có tiền cho các em tao đi học Để mẹ tao được truyền máu hàng tháng đấy Những đứa chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ như chúng mày thì hiểu được gì Chúng mày không đủ tư cách để nói gì tao đâu Hai đứa kia cãi già thế thế Xỉ vả bạn ấy ghê lắm Em thấy thương bạn ấy nhiều hơn Hình như bố bạn ấy bỏ mẹ con bạn ấy đi từ nhỏ Cảnh nhà như thế chẳng ai muốn cả Dù sao cũng là bạn ấy lo cho gia đình Chứ không phải phung phí đi đâu Sinh viên làm thêm Còn trả đủ đóng học nuôi thân Chứ nói gì phải lo gánh vác cho gia đình như thế Giờ bạn ấy có bỏ đi học làm thêm cũng không lo đủ Lỡ dở tương lai Em lặng đi tự hỏi nếu là em hay là hai đứa kia mà rơi vào hoàn cảnh như của bạn ấy thì chúng nó sẽ làm gì để các em nghỉ học chết đói hay là để mẹ chết trong bệnh viện đây đúng là nếu không ở trong vị trí của người ta thì sẽ không bao giờ thấu hiểu được hôm nay bạn xinh đẹp dọn ra khỏi ký túc rồi em cứ buồn man mác không biết vì sao nữa kiểu thương cho một kiếp người ấy mong là hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn ấy Hello admin và các bạn đang xem video nha. Tôi là nữ, hiện đang là sinh viên năm 2. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe quá trình tôi tán đổ ông người yêu tôi như thế nào nè. Vào một ngày không nắng cũng không mưa, nói thẳng là ngày nhập học cuối cùng của tuổi học trò đó. Thì hôm đó tôi được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi gần người yêu của tôi. Kể sơ qua thì ông cũng chẳng thuộc dạng hot boy gì, nhưng cũng điển trai lắm nha, ga lăng nữa, mê lắm mấy bà. Tôi bắt đầu thấy khoái khoái ổng rồi đó. Tính cả hai đứa đều hướng ngoại như nhau nên cũng nhanh chóng bắt chuyện và làm quen. Vì nhiều điểm tương đồng nên tôi và anh nhanh chóng thân hơn và thành bạn thân lúc nào không hay. Anh người yêu tôi giỏi cực kỳ, nhất là mấy môn toán lý hóa nha, mà tôi lại rất dốt về mấy môn này. Hễ mà có bài nào mà tôi không hiểu là y như rằng có cứu tin kế bên. Vì muốn đổ đại học nên tôi luôn nhờ anh chỉ bài mỗi lúc rảnh. Đổ đại học là 10, còn kiếm cớ ở bên ổng là 9 nha. Mỗi lần đến kỳ thi là y như rằng tôi hẹn ông ra thư viện 24 trên 7 để giảng bài cho tôi. Lúc đó được ở riêng hai đứa thích cực kỳ luôn. Tôi thề là không hiểu gì hết, nhưng ông vẫn kiên trì chỉ cho tôi mà không chửi một lời nào. Kiểu vậy ai mà không mê cho được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thi xong anh chủ động hẹn tôi đi ăn lẩu. Thu khoái ổng lâu rồi nên đồng ý luôn. Vì biết tôi thích ăn lẩu, nhất là của Hai Đi Lao, nên anh đã không ngần ngại kéo tay tôi vô quán. Lẩu Hai Đi Lao thì lúc nào mà trả đắt, đơn lên đến trên một triệu lận. Nên tôi đã đề nghị chia đôi, nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh bảo, bữa nay tao mời, bữa sau mày mời lại coi như huề nhau đi. Ăn xong bọn tôi cũng đi dạo quanh khu mua sắm. Đáng lẽ nên về rồi á, nhưng hiếm lắm mới có buổi như này, nên tôi không có muốn về. Vì hết son nên tôi có vào tiệm mỹ phẩm để mua son. Tính bước vào thì anh lại kéo tay tôi và bảo khuya rồi thôi để tao chở mày về. Trong lúc đó chỉ mới có 9 giờ. Vì chơi với nhau lâu nên ba mẹ tôi cũng biết ổng và cũng tin tưởng ổng lắm. Thế là cũng yên tâm cho ổng chở tôi về. Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao ổng lại không cho tôi mua son. Về tới nhà thì bị ổng kéo tay lại và ú à nguyên một cây son nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. Đúng loại đúng màu mà tôi hay dùng luôn mới hay chứ Tôi còn đang ngơ ngác nhìn cây son Thì anh bước xuống xe và ôm chầm lấy tôi rồi bảo Hoa chỉ nở khi đủ nắng Ta hoàn hảo khi có nhau Đồng ý làm người yêu tao nha Trời ơi lúc đó tôi sốc ngang Tôi ngẩn người một lúc rồi đồng ý luôn Kiểu sợ chần chừ sẽ mất á Tôi miệng nói đồng ý Còn đầu thì gật lia lịa Vui muốn nhảy cẩn lên luôn á chứ Tự dưng thi xong cứ có người yêu Tự nhiên thấy cuộc đời nó màu hồng ghê luôn Quen nhau được 2 năm thì tôi mới hỏi ổng sao thích tôi, thì ổng bảo anh thích em từ năm lớp 11 rồi mà không dám thổ lộ, sợ em lo chuyện học hành rồi từ chối anh, lên 12 tự dưng ngồi chung với lại biết em không giỏi toán lý hóa, nên anh cố gắng học sao cho giỏi để có cớ bắt chuyện với em. Nghe anh kể ra hết xong mới tỉnh ra, tưởng bản thân là gà nhưng thực chất là thốc các bạn ạ. À. Em ra trường làm giáo viên đã được vài năm, hai mươi mấy năm trời, cuộc đời em trôi qua khá bình dị và lặng lẽ tự nhiên em thấy nó nhạt nhẽo nhìn người ta bươn trải xương gió em thấy có khi như thế lại hay va Và vấp vào từng trải làm người ta cứng cỏi nhà em tuy không giàu nhưng em là con một nên khá được bao bọc chuyện gì cũng được bố mẹ lo lót trước sau nên với em chưa có gì là gánh nặng cũng may là ông trời đã phải đến con bạn thân giàu nhất nhì cái tỉnh này con bạn em nó cũng phải bươn trải từ nhỏ nhưng mà hơi khác mọi người một chút từ bé đã phải học đi đứng, tác phong ăn nói sao cho nó sang trọng. Cấp 1 học cách tiêu tiền, cấp 2 học kinh doanh, cấp 3 học đầu tư, lên đại học làm bà chủ. Người ta ra trường lo xin việc, còn nó đau đầu nghĩ xem nên mua Rolls Royce hay là Porsche. Em không đủ điều kiện đu theo nó, nhưng mà để đứng cạnh nó trong đỡ phèn hay đi chơi với nó những nơi sang trọng không thể ngại thì cũng phải cố mua sắm những món đồ tầm trung. Nói tới anh người yêu em, Điều kiện gia đình cũng tầm tầm nhà em thôi Anh ấy là bác sĩ Rất tâm lý và nhẹ nhàng Mỗi tội thi thoảng anh ấy chăm sóc em Theo kiểu chăm sóc bệnh nhân Em không mong cầu gì Chỉ hy vọng một tình yêu đơn giản và bền lâu Còn anh ấy thì nói Sẽ cố gắng làm lộn để cho em không thua thiệt ai Sẽ mua nhẫn kim cương cầu hôn Và cưới em về làm vợ Lúc đeo chiếc nhẫn trên tay Em hạnh phúc vô cùng Và sẵn sàng tâm thế để trở thành một người vợ Đời em nó bắt đầu sống động Vào hôm sinh nhật con bạn em nó xách em đi chọn kim cương cho nó Coi như là nó tự thưởng cho bản thân mình Chuyện cũng chẳng có gì Khi nó chốt mua một set trang sức kim cương xong Thấy nhân viên đo chất lượng kim cương khá nhiệt tình Con bạn liền cầm tay em Xong rồi trêu đùa Máy đo xem Viên trên nhẫn cầu hôn của máy mấy tỷ nào Thấy người yêu làm thêm ghê lắm mà Gớm ừ, không phải giỡn Lấy đâu ra Chắc mấy chục triệu thôi Nó có to lắm đâu Xong nó cứ dơ ra cho nhân viên test Em đứng sững người khi thấy nhân viên nói Viên kim cương này là giả Vừa ngượng vừa xấu hổ Con mặt em cũng tắt nắng Cố cười xòa rút tay em về Giả như là không có chuyện gì Mấy bạn nhân viên xung quanh cũng ngó ngó nhìn em Làm em muốn đội quần về Từ lúc đó về đến nhà em không nói câu nào Bạn em cũng biết ý Nên ngồi kể bâng quơ mấy chuyện đâu đâu Tối hôm đó gặp anh em hỏi luôn Nhẫn cầu hôn anh mua cho em bao nhiêu tiền thế Ờ không đắt lắm sao tự nhiên em lại hỏi vậy? chiều nay em đi cùng bạn đi mua trang sức. lúc này hình như anh cũng trột dạ, liền cúi mặt xuống không nói gì. em gắt lên. em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải mua nhẫn kim cương. kể cả anh cầu hôn em bằng nhẫn cỏ em cũng đồng ý. nhưng sao anh lại nói dối em làm gì? anh có biết hôm nay em mất mặt như thế nào không? anh xin lỗi. chỉ là, chỉ là anh không muốn mọi người chê cười. ice Em giận và ngừng liên lạc mấy ngày nay rồi Không ngờ là anh ấy cũng mắc bệnh sĩ diện với mọi người như thế Rồi sau này cứ cố làm mấu cho thiên hạ coi hay gì Em tức không hẳn vì em bị mất mặt trước bạn mình Nó biết thừa em như thế nào Mà chủ yếu là vì anh ấy nói dối em Nói dối tất cả mọi người về chiếc nhẫn nữa Em như thế có quá đáng không hả mọi người Thực sự chuyện này làm em suy nghĩ rất nhiều Em không biết có nên tiếp tục không nữa Tôi nhìn người đàn ông đang lúng túng trước mặt Tắt cái bốp sau đó quay lưng bỏ đi Câu chuyện bắt đầu từ một năm trước Tôi xin vào làm kế toán kho Tại một công ty sản xuất phụ kiện Trung Quốc Tại đây tôi được rất nhiều người xếp chung để ý Trong đó có trưởng phòng kế hoạch Người đẹp trai nhất trong công ty tôi Tôi cuối cùng cũng đồng ý yêu anh Anh vô cùng chiều chuộng tôi Chăm lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ Dù thường phải tăng ca tới 10 giờ đêm Anh vẫn thường ghé qua nhà tôi để mang đồ ăn Nước uống hay đôi khi là một bó hoa anh nói với tôi rằng tôi sẽ không thể đi đâu kiếm được người đàn ông chiều vỗ hơn đàn ông gốc Thượng Hải và tôi đã dần tin vào điều đó. Anh đối với bố mẹ tôi cũng rất tốt, thường xuyên mang biếu đồ ăn, thuốc bổ đất đỏ, kỳ nghỉ lễ cũng thường xin sang nhà tôi chơi ở lại một hai ngày, giúp phụ bố tôi bê vác gốm. Anh cũng đã vạch ra dự định tương lai sẽ xây một căn nhà cạnh nhà bố mẹ tôi và sẽ làm sổ tiết kiệm dưỡng già cho hai người. Anh nói dù sao anh vẫn là người có lợi khi lấy được một cô gái tốt như tôi dù đối với bố mẹ tôi bao nhiêu cũng là chưa đủ thực lòng tôi cho rằng chẳng sẽ tốt như vậy nếu tôi bỏ lỡ chỉ có thể là không bình thường thôi nhưng tôi không ngờ kỳ thực lại có ngày này chính tôi đã đá anh hôm ấy tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh ở trên sân thượng nhà tôi anh nói với ai đó rằng nhất định phải ly hôn đi nếu tiếp tục lấy đứa con ra uy hiếp nữa anh ta sẽ không cần đứa trẻ luôn. Người kia có thể tùy ý đưa về nhà ngoại ở. Tai tôi như ù đi. Không lẽ anh đã có vợ con? Chẳng phải anh mới 27 sao? Còn sang đây làm việc đã 4 năm. Vậy anh đã lấy vợ từ khi mới ra trường? Tôi tiến lại nhìn anh với đôi mắt ực nước. Hỏi anh. Anh vừa gọi cho ai vậy? Anh nhìn tôi thoáng chốc sự giật mình biến mất. Anh đáp rằng đó là chị dâu của anh. Bà ấy và anh rể kết hôn vì bị bố mẹ ép buộc Giờ anh trai đã có đối tượng khác Nhưng người phụ nữ kia vẫn không chịu ly hôn Tôi nhìn anh bằng ánh mắt phán xét Anh liền nói chẳng lẽ tôi không tin anh sao Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói chuyện Em sẽ tin anh nếu anh gọi lại cho người phụ nữ kia Và làm rõ câu chuyện Anh tần ngần nhìn tôi hồi lâu Rồi thở dài nói người bị ép kết hôn thật ra chính là anh Sau khi kết hôn 3 tháng anh đã sang Việt Nam để tránh người vợ kia. Anh cho rằng cô ấy vốn chỉ là người học trường cao đẳng nghề, giờ đang làm bán bánh ở chợ. So với anh, thực sự quá khập khiễng. Chưa nói đến ngoại hình, cô ấy cũng không bằng một góc của tôi. Anh nói rằng năm đó, sau khi vừa tốt nghiệp đại học, anh cùng bạn bè đi quán bar nhậu nhẹt và vô tình gây ra hậu họa với cô gái đó. Sau đó, bố mẹ cô ấy ép anh phải chịu trách nhiệm. Bố mẹ anh thấy người ta cũng có con, xét nghiệm thì đúng là con anh nên cũng ép anh phải cưới luôn anh nói đó là thứ hôn nhân không hạnh phúc dù vợ anh hay con anh anh cũng không cần tôi nhìn anh một hồi rồi tát cái bốp tôi có thể mong chờ gì ở người đàn ông chưa ly hôn vợ mà đi tán tỉnh người khác càng có gì để hy vọng từ người đàn ông máu lạnh không cần con anh ta vội chạy theo tôi xuống nhà xin lỗi nhưng tôi chỉ nói duy nhất một từ biến sau đó tôi kiên quyết chia tay anh ta cũng chuyển sang công ty khác làm việc. Bản thân cũng tự rút ra bài học rằng phải luôn cẩn thận trước khi yêu ai, tránh tình trạng bị lừa, biến thành tiểu tam lúc nào mà không hay. Bình thường mình hay thấy mọi người nói câu sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ, chứ mình cũng chưa bao giờ mơ tưởng là cuối cùng mình lại là người được trải nghiệm cảm giác đấy đâu mọi người ạ. Mình sinh năm 92, năm nay 30 tuổi rồi, lấy vợ được 2 năm, có một đứa con trai. Vợ cái mình 2 tuổi để mình uống cốc nước rồi kể cho mọi người quá trình từ lúc tán cho đến khi phát hiện ra vợ là tiểu thư con nhà giàu rồi lấy vợ thành công nhá. Chuyện là hồi mình đi học năm cuối đại học thì có để ý vợ mình khi tham gia một chương trình của trường. Mình ở trong đội media chuyên phụ trách mảng ảnh và video trong các sự kiện của trường ấy. Thì lúc đấy thấy vợ ở trong đội lễ tân mang hoa lên sân khấu để cho hiệu trưởng trao tặng cho sinh viên tiêu biểu. Mình đang chăm chú nhìn vào màn hình camera để chụp thì bị khựng lại mất mấy giây, vì thực sự vợ mình lúc đó rất xinh. Mình kiểu, chúng tiếng xét ái tình luôn ấy. Thế là bấm chụp lia lịa. Về thì mới hỏi mấy đứa bạn mình xem có ai biết em là ai không để xin info. Nếu có cơ hội thì nói chuyện làm quen thì may quá có đứa bạn có quen biết em vợ, thế là xin được liên hệ. Về nhà mình up Facebook và chủ động mang mấy tấm ảnh hôm đó chụp được vợ mình ra làm mồi để bắt đầu câu chuyện nào là nay anh thấy hiện đề xuất các bạn thấy em quen quá có phải em đây không nhở thì nhận được câu trả lời của em ngay sau đó mình có giới thiệu mình là sinh viên năm mấy học ngành gì và đang ở câu lạc bộ nào thú thực với mọi người là mình cũng thuộc dạng đẹp trai cao giáo lại còn biết chụp ảnh nên lúc đó tán cũng tự tin Vợ mình khi đó chắc cũng có ấn tượng tốt Nên chỉ nói chuyện khoảng 2 tháng là chúng mình yêu nhau rồi Cái hồi làm quen tán tỉnh Mình rủ em đi chơi được vài lần Và lần nào cũng ngỏ ý sang đón em đi chơi Nhưng em không chịu Em bảo là em không có thói quen để người lạ qua nhà đón Nên đi chúng mình gặp nhau ở chỗ hai đứa hẹn luôn Hai đứa tự phi xe đến Đến tận lúc yêu nhau lần đầu Thì mình đến đón người yêu Các bạn có biết sao không? nhà em không còn được gọi là cái nhà nữa mà phải gọi là cái biệt phủ to vãi ra lại còn có bảo vệ đi đằng phía trong cổng trước cũng nghe loáng thoáng mọi người bảo nhà em có điều kiện nhưng không nghĩ lại đến mức này lúc đầu mình tưởng nhầm địa chỉ nên mới gọi lại cho các em xác nhận xem đúng chưa và chỉ khi em bước ra từ cánh cổng rát vàng đó mình mới thật sự tự tin sau đó là ngỡ ngàng trước ra thế kinh khủng của em sau này yêu nhau cũng có nhiều vấn đề phát sinh, nhưng chưa bao giờ em lôi chuyện tiền nong kinh tế ra để tỏ vẻ bề trên và thượng đẳng với mình cả. Mình đi làm tự chủ kinh tế, không quá dư giả nhưng cũng đủ ăn tiêu. Nhà mình thì cũng thuộc hàng khá giả tầm trung, so với nhà em thì chẳng bằng một góc, nhưng mà em luôn tôn trọng bố mẹ mình, mỗi khi về nhà chơi và rất cầu tiến. Rồi cuối cùng, mình cũng có đám cưới hạnh phúc lấy vợ cái, bố vợ tặng cho hai vợ chồng con mẹc mới và một căn chung cư cao cấp luôn. Mình cũng vào công ty của bố vợ, làm từ trưởng phòng và giờ lên giám đốc. Mọi thứ cứ như mơ vậy. Điều quan trọng là gia đình hai bên vẫn rất tôn trọng nhau nên đến giờ cuộc sống vợ chồng của mình vẫn tốt đẹp. Nếu không muốn nói là sung sướng, đúng là sóng gió phủ đời trai, tương lai nhiều nhà vợ, quả không có sai mà.